Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021. Chủ trì đầu cầu Hà Nội có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phía điểm cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến báo cáo tham luận. Qua gần 5 năm thực hiện tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo, Đến nay các địa phương có biên giới biển hải đảo đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của đề án. Đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ, khẳng định và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới hải đảo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, kiềm chế tội phạm các vụ việc vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội, khai thác đánh bắt thủy hải sản trái phép, tình trạng di dân tự do và khiếu nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm nhiều so với giai đoạn trước. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tại Đà Nẵng, ngay sau khi có đề án, thành phố đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức gần 2.000 buổi với hơn 220.000 lượt người nghe về luật biên giới biển đảo, tổ chức 87 buổi giao lưu tọa đàm thi tìm hiểu pháp luật về biển đảo, xây dựng nhiều mô hình gia đình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, không có vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.